Xin kính chào tất cả quý khách hàng. Rất vui được gặp lại các anh các chị trong buổi báo giá tổng hợp tối hôm nay trên trang fanpage ô tô Hiền Kim Hải Dương cũng như trang Luxury Car Hải Dương. Em Hiền Kim xin phép lên sóng cập nhật báo giá. Hôm nay thì rất là nhiều các mẫu xe đẹp đang được chào bán tại showroom 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình. Các bác, các anh, các chị có nhu cầu tham khảo, quan tâm thì xin vui lòng điện cho em qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Hôm nay thì em về thêm nhiều mẫu Accent số tự động, số sàn, về thêm một chiếc xe VinFast Lux SA bản Plus, chiếc Camry bản 2.5Q, rồi là có thêm Cerato form mới số sàn biển 90 Hà Nam, Cerato số tự động màu trắng, màu vàng cát em cũng đã có hàng. Và ngoài ra thì đang trên đường về em có một chiếc xe Kia Sorento 7 chỗ 2016 bản full xăng, một chiếc Hyundai Santa Fe 2015 máy xăng biển 34 Hải Dương. Những cái dòng xe 7 chỗ thì các anh các chị vào xem kênh của em nhé. Cảm giác mà mình phù hợp hay là những chiếc xe nào đang đúng tiêu chí của anh chị thì cứ có thể đến showroom để tham khảo hoặc nhắn tin qua trang fanpage. Xe thì bên em bán thì đều có văn bản cam kết bảo hành rồi, anh chị cứ đi test, đi kiểm tra thoải mái, xe chuẩn, xe đẹp thì mới trả tiền. Xem kênh thì đừng tiếc một nút chia sẻ giúp em Hiền Kim. Các bác ủng hộ cho em bằng cách ấn nút chia sẻ giúp em nhé. Em chào anh Giai Nguyễn Đạt, em chào anh Quang, anh Hoàng Vân, em chào anh Tư Kiến, em chào anh Nguyễn Đoàn, chào Đức Thảo nhé. Em chào anh Mạnh Hà Manilos, em chào anh Mã Siêu, chào bạn Đức Ba, em chào anh Phạm Đức Duy, chào anh Tùng Lê nhé. Anh Camry em có bản 2.5Q đang có mặt tại cửa hàng đây ạ. Anh Nguyễn Đạt chia sẻ giúp em. Hôm nay em về thêm một chiếc xe Kia Cerato này. Em cảm ơn anh Trung Phạm Vinh, cảm ơn anh Nguyễn Tân. Đây, rất là nhiều các mẫu xe đẹp, cả nhà mình theo dõi và chia sẻ giúp em Hiền Kim nhé. Phía bên này thì em có Accent số tự động, Accent số sàn, Vios số tự động, Vios số sàn đầy đủ hết. Em chào anh Nguyễn Văn Thi, chào anh Phương Sơn. Vios đời 2020 thì em đang có màu trắng đấy ạ. Chiếc xe đầu tiên em xin gửi tới tất cả các anh, các chị, các bác đang theo dõi là một chiếc xe Kia Cerato mới về luôn ngày hôm nay ạ. Chiếc xe này là sản xuất cuối 2019, số sàn biển 90 Hà Nam, xe chạy hơn 3 vạn, chính chủ một chủ từ đầu. Em đang chào bán tại showroom có giá là 488 triệu. Các bác, các anh, các chị quan tâm tham khảo chiếc Kia Cerato form mới số sàn này thì liên lạc hoặc đến trực tiếp showroom 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe nhé. Camry giữ máy giúp em. Civic thì em có bản 1.5L Turbo 2018 ạ. Chào bạn Dương Vịnh. Đấy, từ hôm giờ các bác nào quan tâm chiếc Cerato form mới thì em đã có hàng rồi đấy ạ. Xe mới về nhá. Biển 90 Hà Nam, số sàn form mới, chạy hơn 3 vạn. Đẹp xuất sắc luôn cả nhà mình ạ. Nội thất ghế da nguyên bản, tổ phím tích hợp trên vô lăng đầy đủ. Dòng Cerato số sàn form mới này thì nếu mà phiên bản số sàn thì nội thất của nó là màu đen, còn số tự động thì nó chuyển sang nội thất màu kem rồi. Camry em còn, anh chị giữ máy giúp em. VinFast Lux SA thì em cũng có. VinFast Lux đấy. Các anh, các chị, các bác chia sẻ giúp em Hiền Kim nhá. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Kia Cerato. Chiếc xe này sản xuất 2019, biển 90 Hà Nam, xe chạy hơn 3 vạn, chính chủ một chủ từ đầu. Bên em đang chào bán tại showroom có giá là 488 triệu. Đấy, các anh, các chị, các bác nào đang có nhu cầu tham khảo chiếc Kia Cerato form mới này thì có thể bớt một chút thời gian đến showroom em để xem, hoặc có thể gọi đến số hotline 0978 607 555. Xem kênh thì đừng tiếc một nút chia sẻ giúp em Hiền Kim. Anh Nguyễn Công Cường, các anh các chị đang quan tâm mẫu xe Camry thì em có hàng luôn đây ạ. Camry này, VinFast hôm nay em cũng có, chiếc màu trắng thì em nhận khách rồi. Và hôm nay về tiếp một chiếc xe màu xanh nữa. Em cảm ơn anh Hạnh Trung. Bản rồng vàng ơi, chiếc Honda Civic bản 1.5L Turbo ấy, con đấy là bên mình đang bán là 725 triệu.
anh rồng vàng có thể giữ máy, em sẽ quay luôn cho. Các anh các chị hôm nay nhìn hình ảnh có được rõ không cả nhà mình ơi? Các anh các chị nhìn hình ảnh có được rõ không ạ? Tại vì em thấy có hơi một cái chéo chéo sọc sọc, nên là em phải hỏi lại anh chị xem là các bác, các anh các chị đang xem kênh của em thì là hình ảnh có được rõ nét không? Thì em sẽ tiếp tục quay và báo giá những cái mẫu xe đang có tại cửa hàng. Tiếp theo là một chiếc xe Toyota Camry đây. Chiếc xe này là bản 2.5Q, sản xuất 2016, xe mới chạy có 4 vạn, lốp còn zin theo xe đầy đủ, lốp sơ cua chưa dùng tới. Em đang chào bán chiếc xe này là 835 triệu, bản 2.5Q, dòng xe phân khúc hạng D. Đấy, các bác, các anh, các chị đây, cùng ngắm giúp em nhé. Em chào anh Bình Lê, chào anh Chính Ngô Văn. Cảm ơn anh chị Trần Nhàn. Các bác vừa hỏi em chiếc Camry bản 2.5Q đây ạ. Xe mới đi có 4 vạn thôi ạ. Lốp còn zin theo xe hết, lốp sơ cua thì còn chưa dùng tới. Phân khúc xe hạng D. Em đang chào bán để các anh các chị các bác cùng tham khảo. Có giá tại showroom là 835 triệu. Xe thì quá đẹp rồi ạ. Với chiếc xe này thì các anh các chị chỉ có nghĩa là mình thích hay là có đúng cái tiêu chí anh chị đang tìm không thôi. Còn xe thì em bảo hành cam kết 100%. Đấy, bảo hành cho anh chị đi test, đi kiểm tra, đi test thoải mái luôn. Xe chuẩn, xe đẹp thì chúng ta mới phải trả tiền. Cảm ơn anh Đỗ Tử nhá, cảm ơn anh Sơn Phạm. Đây, các bác vừa hỏi em Camry đây ạ. Vâng ạ, anh ơi, chiếc xe Camry này thì rất là đẹp, biển ở ngoài mình nhá. Xe quá đẹp luôn ạ. Quá xuất sắc cho chiếc Camry. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Toyota Camry. Chiếc xe này là bản 2.5Q 2016, xe chạy 4 vạn. Em đang chào bán tại showroom là 835 triệu. Các bác, các anh, các chị có nhu cầu tham khảo, quan tâm chiếc xe Camry này thì có thể đến xem trực tiếp hoặc gọi điện thoại qua hotline. Giá cả thì bên em vẫn có thể thương lượng thêm được một chút nữa. Các anh, các chị có hỏi rằng là không có tiền vào xem có được không? Mọi người ơi, tại vì kênh của em là kênh bán hàng, em bán mở. Anh chị có quyền vào tham khảo thoải mái, xem thoải mái nhá. Năm nay không mua thì anh chị dự định một vài năm nữa mua. Hoặc là bạn bè ai có nhu cầu thì anh chị giới thiệu giúp em. Hoặc là anh chị có thể vào kênh em xem như một kênh giải trí, để mình có thể ngắm những cái chiếc xe, để có động lực để anh chị có thể cố gắng mình làm sao mà sớm tậu được một chiếc xe về cho gia đình mình. Thì mọi người cứ xem thoải mái, không nhất thiết là cứ phải mua tôi mới xem, hay là cứ phải bắt buộc là xem phải mua đâu. Mà các anh các chị xem thì ủng hộ cho em là bằng cách ấn nút chia sẻ giúp em. Em chào anh Giấc Mơ Hoa. Anh Hải Chelsea ơi, Mazda 3 màu trắng thì em lại chưa có hàng. Hôm nay em về thêm một chiếc VinFast đây ạ. Bản Lux 2.0 Plus. Bản này thì nó sẽ có 3 phiên bản nhá. Chiếc hôm xưa màu trắng mà em bán rồi là bản Bay. Còn đây là bản nâng cao và có một bản nữa là bản đặc biệt. Bản nâng cao này thì thường nhà em hay gọi, hay là các anh các chị hay thường gọi là bản Plus đấy ạ. 2021 biển 34 Hải Dương, đang chào bán là 768 triệu. Xe thì full kín đồ chơi, màn hình này, camera 360 độ này, hách kính này, rồi cảm biến này, cảnh báo trạch làn này, đầy đủ hết. Chiếc xe này thì quá hiện đại luôn đấy ạ. Các anh các chị cùng ngắm giúp em. Bản Plus 2.0 2021. Đấy, nếu mà các anh các chị các bác đang có nhu cầu tham khảo. Thực sự mới nói là buôn dòng này hay là mua dòng này mới biết là giá xe nó, giá dòng VinFast này nó mất giá quá, đúng không ạ? Xe như mới luôn cả nhà mình nhá. Chiếc xe này thì chẳng khác nào là xe mới cả. Mới kính cong như đập hộp luôn ạ. Full đồ chơi, full option. Chạy cũng đầm mà cũng thích. Nói chung là chạy chiếc xe này cũng khá là ok. Mỗi tội là so với xe mới nó mất giá quá. Lúc các anh các chị mua chiếc xe này và bây giờ bán ra mà hơn 700, mất rất là nhiều, đúng không ạ? Các bác, các anh, các chị chia sẻ giúp em Huyền Kim nha. Cả nhà chia sẻ giúp em. Facebook của em nó không hiện comment hay sao ấy. Bởi vì em chỉ nhìn thấy các anh các chị vào xem thôi.
Nên là nếu mà không nhìn thấy comment, không đọc được comment hay là không trả lời được thì các bác anh các chị hết sức thông cảm giúp em nhé. Một chiếc VinFast siêu lướt siêu mới rất là đẹp luôn, bản Plus 2.0. Em đang chào bán là 700. Nhu cầu tham khảo quan tâm chiếc xe này thì xin vui lòng đến trực tiếp showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả các bác nhé. Vừa các bác hỏi em Hiền Kim là có Cerato số tự động không? Cerato số tự động em có hàng đây. Cerato số tự động thì em đang có là một chiếc xe Kia Cerato màu vàng cát này. Rồi là em đang có màu trắng thì ngày mai về. Còn là màu đỏ thì em có Civic. Hyundai Accent thì em có màu đen, màu vàng cát và màu trắng. Thì các anh các chị thử xem là mình phù hợp chiếc xe nào ạ. Một chiếc xe Kia Cerato, chiếc xe này màu vàng cát 2017, cuối 2017 là lăng xoắn hợp kim sạc không dây rồi. Xe rất là đẹp luôn, mới đi có 5 vạn thôi ạ, 525 triệu. Chiếc xe này cực kỳ tươi, mới về chiều ngày hôm nay. Chiếc 16495 thì em đã bán rồi, đang chờ hồ sơ. Và em về thêm một chiếc xe 2017 đây ạ. Anh Phương cho em mượn điện thoại tí. Cuối 2017. Bản 1.6 số tự động, dòng xe phân khúc hạng C. Ghế điện, ghế nhớ đầy đủ hai vị trí này. Được cái là chiếc xe này thì cũng đã có sạc tự động không dây, có màn hình Android đầy đủ rồi. Tucson thì em đang tạm hết anh ạ. Anh Đỗ Hùng ơi, chiếc Camry thì bên em đang bán là 835 triệu, giá xe vẫn có thể thương lượng được nhé. Cảm ơn anh Thành Trung, cảm ơn anh chị Cường Thủy nha. Em chào anh Quang Vũ. Vios 2018 thì em còn có cả số tự động thôi anh ạ. Số sàn thì em còn 2020. Tucson thì ngày hôm nay thì em đang tạm hết hàng. Nếu mà tầm tiền 500 triệu các bác anh các chị đang quan tâm tham khảo chiếc xe Kia Cerato thì chiếc xe này ngày hôm nay em vừa về. Xe thì đã có màn hình Android đầy đủ rồi. Chiếc xe này thì chủ cũ đã lên màn hình Android màu vàng cát 1.6 số tự động, dòng xe phân khúc hạng C, chạy 5 vạn. Đấy, màu này thì cũng rất là đẹp luôn nhá. Em cảm ơn anh Nguyễn Thanh, anh Thịnh Lê ơi, Kona thì hiện tại em đang tạm hết hàng rồi. Chiếc Kia Cerato màu vàng cát này thì bên em đang chào bán là 525 triệu, có thương lượng và có lộc lá. Anh chị có thể đến xem, để chúng ta sẽ làm việc trực tiếp hoặc gọi qua số hotline của bên em đi ạ. Hoặc nếu anh chị có một chút thời gian thì cái xe nó cũng là một cái giá trị nó rất là lớn, thì anh chị cứ ghé về showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Anh Xuân Quỳnh ơi, Kona hiện tại ngày hôm nay bên em đang hết sạch cô anh ạ. Kona hiện tại là chưa mua được một chiếc xe nào vào thời điểm ngày bây giờ. Vừa anh Nguyễn Công có hỏi em là chiếc Civic nhập khẩu thì đây anh ơi. Civic năm 2018 thì nó sẽ có bản E và bản L. Thì đây là chiếc xe Honda Civic bản 1.5L Turbo, là xe nhập khẩu nguyên chiếc anh nhé. 2018 biển 34 Hải Dương chạy 4 vạn. Em đang chào bán là 725 triệu. Chiếc xe này thì đã lên full đồ chơi rồi ạ. Xe đã có camera 360 độ này, đã lên sàn 6 5D này, rồi lên màn hình Android này, đầy đủ hết bô thể thao on off. Thì các anh các chị vừa hỏi em là chiếc xe nhập khẩu Honda Civic thì chúng ta cùng ngắm qua chiếc xe này giúp em ạ. 2018 bản 1.5L Turbo. Đấy, 2018 bản 1.5L Turbo. Xe nhập khẩu nguyên chiếc bản Sport luôn ạ. Cái phiên bản này thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó sẽ dao động khoảng tầm từ 5 đến 6 lít. Nó ăn rất là ít xăng luôn ạ, ăn cực kỳ ít xăng luôn. Đấy, xe đẹp lắm, 725 triệu. Các anh các chị cùng ngắm và cùng tham khảo. Em hỗ trợ banh lên tới 70% nhá. Đây, nội thất ghế da nguyên bản. Chiếc xe này thì đã có phanh điện tử rồi, có sàn 5D rồi, có màn hình Android đầy đủ rồi, cửa sổ trời. Nói chung là với chiếc xe này thì nó quá đẹp. Nếu mà anh chị nào hợp phong thủy màu đỏ, lại thích phong dáng thể thao, thích trẻ trung một chút thì chúng ta có thể tham khảo qua chiếc xe này. Giá xe thì em vẫn có thể thương lượng,
Và nếu các anh các chị cần hỗ trợ qua ngân hàng thì bên em vẫn liên kết ngân hàng để hỗ trợ cho anh chị. Anh Vũ Hiểu ơi, cho xem chai Violet màu trắng. À chai Violet. Anh ơi, dòng chai Violet thì nó sẽ có cờ rui này, có Outlander này, có Outlander đúng không? Những cái dòng đấy thì hiện tại bên em lại không có những cái xe nào của thương hiệu chai Violet. Thì anh có thể ngắm những cái mẫu khác ở bên showroom em được không ạ? Bởi vì em còn rất là nhiều các mẫu xe đẹp. Thì anh có thể vào trong kênh của em để có thể ngắm và tham khảo những cái mẫu xe mà bên em đang bán ạ. Tiếp tục đây ạ, các anh các chị đang hỏi những dòng Hyundai Accent, xe Rios em có, Rios em có đầy đủ hết anh ạ. Anh trai đất tổ ơi, nợ xấu, anh ơi nợ xấu không mua được trả góp đâu anh ạ, nợ xấu thì bọn em không làm gì được. Anh Văn Tâm Nguyễn, quay Rios hả anh? Rios thì em đang có rất là nhiều, 3-4 con Rios ạ. Accent số tự động, số sàn em có hàng hết. Thì các bác giữ máy giúp em một chút nhé. Accent số sàn này, Accent số tự động em có hết. Nhưng mà các anh các chị, anh Văn Tâm Nguyễn và anh Tân Lê vừa yêu cầu xem Violet và Accent thì giữ máy giúp em một chút nhé. Accent thì em đang có màu trắng. À quên, xin lỗi cả nhà. Violet thì em đang có màu trắng này, em đang có màu đen. Thì giữ máy giúp em sẽ báo giá các mẫu xe luôn ạ. Như chiếc xe này là Toyota Vios bản G số tự động 2020. Xe mới đi có 1,2 vạn thôi. Form mới, form này là có đề nổ thông minh start top rồi. Chiếc xe này thì là form đã có đề nổ thông minh start top. Bên em đang chào bán là 525 triệu. Các bác, các anh, các chị có nhu cầu tham khảo, quan tâm chiếc xe Vios này thì xin vui lòng đến trực tiếp showroom là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Có thể nhắn qua trang fanpage hoặc là nhắn qua Zalo cho em, hoặc có thể gọi điện đến số hotline của bên em. 525 triệu, xe mới đi có 1,2 vạn thôi ạ. Cả nhà mình cùng ngắm giúp em Hiền Kim nhé. Quá đẹp luôn cả nhà mình ạ. Nội thất màu kem sáng. Xe có màn hình theo xe rồi, cân bằng điện tử, gương cụp rồi, full lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ. Xe thì siêu lướt, siêu mới luôn. Với chiếc xe này thì chúng ta cứ thỏa thuận với nhau bàn về giá thôi. Bởi vì xe thì mới đi có 1,2 vạn thôi cả nhà mình ạ, nên rất là đẹp. Xe còn như mới luôn ạ. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Toyota Vios bản G số tự động 2020. Em đang chào bán tại showroom để cho các anh các chị tham khảo. Có giá là 525 triệu. Anh ơi, XLS hả anh? Con Ford Ranger XLS thì ngày mai em về một chiếc xe 2017 nhá. Ok anh Hà Giang. Anh Hà Giang bên em ship toàn quốc mà. Cảm ơn anh Trần Thanh Thanh. Tầm 400 có con nào gầm cao không? Tầm 400 thì em lại không có chiếc xe nào gầm cao anh ạ. Còn nếu mà tầm 400 anh mua bản dòng xe gầm thấp thì em đang có Vios Accent số tự động, Accent số sàn và Vios số sàn đây. Thêm một chiếc xe mà tầm loanh quanh hơn 400 triệu để các anh các chị các bác có thể lựa chọn tại được showroom bên em. Một chiếc xe form mới, số sàn Toyota Vios bản 7 túi khí 1.5 bản E. Chiếc xe này thì mới đi có 2 vạn thôi các bác ạ. Xe thì quá đẹp. Với chiếc xe này thì chúng ta chỉ bàn về giá thôi. Thực sự là những cái dòng xe bên em mua về, các anh các chị đến xem chỉ là bàn về giá thôi. Và các anh thuê thợ đến thì cũng là chúng ta chỉ nói về giá thôi. Chứ còn hầu như là các anh thuê thợ đến nhà em chỉ có chê một câu là không bớt được nhiều như những chỗ khác. Nhưng mà xe nhà em bán thì bảo hành bảo chất luôn. Như chiếc xe Vios này thì em đang chào bán để các anh các chị tham khảo là 448 triệu, xe mới chạy có hơn 2 vạn thôi cả nhà mình nhá. Đấy, xe mới đi có 2 vạn thôi ạ. 2020, em hỗ trợ banh lên tới 70%, 50-70% giá trị xe cho các bác, các anh, các chị. Toyota Vios form mới số sàn. Xe mới chạy có hơn 2 vạn thôi ạ. Quá đẹp luôn ạ. Dòng Vios như dòng Cerato hoặc là dòng Vios thì cái form mới đời cao
thì đa số nội thất của nó đều là màu đen, còn số tự động thì nội thất của nó sẽ là màu sáng. Nên nó thay đổi hơn một chút. Ngày xưa chúng ta đời thấp thì chúng ta nhìn thì nội thất của nó vẫn là màu sáng, nhưng mà sang cái đời cao này rồi ấy, kể cả những dòng xe đạp to đời cao thì chiếc xe này á nó vẫn là nội thất màu đen nhá. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Toyota Vios 2020 số sàn bản E, bên em đang chào bán có giá là 448 triệu. Hyundai Accent, các bác nào vừa hỏi em đấy ạ, Hyundai Accent số tự động em có màu trắng này, màu vàng cát và màu đen. Vios tầm 500, Vios 2500 mà 2020 bản G thì chạy 1.2 thì chắc chắn là không mua được đâu bác Thế Hiền ạ. Bác anh chị có thể tham khảo thêm. Xpander thì em đang tạm hết hàng ngày hôm nay rồi, Xpander thì em đang tạm hết sạch hàng rồi. Các bác tham khảo qua mẫu xe Hyundai Accent số tự động ạ. Hiện tại dòng Hyundai Accent số tự động thì em đang có một chiếc xe màu trắng, một chiếc xe màu vàng cát nhá. Đây chúng ta có thể theo dõi và em đang báo giá chiếc xe màu trắng 2020, chiếc xe này là 2020. Bên em đang chào bán để các anh các chị tham khảo có giá tại showroom. Có giá tại showroom của bên em là 505 triệu. Ngoài màu trắng và màu đen thì màu vàng cát thì các anh các chị có thể lựa chọn thoải mái, xem là mình ưng cái mẫu xe nào, mình phù hợp cái màu sắc nào thì anh chị có thể đến xem, đủ màu phong thủy lựa chọn luôn ạ. Vios màu đỏ thì em không có, Hyundai Accent số tự động anh Cường Thủy xem luôn giúp em nhé. Outlander à anh, Outlander em có 2018, anh chị giữ máy. Dạo này mạng rất là chán luôn, có nghĩa là đang like một chút là toàn bị ao mạng. 7 chỗ máy dầu thì em lại chưa có con nào anh ạ. Đây, những chiếc xe này là Hyundai Accent số tự động màu trắng, xe chạy gần 3 vạn, chính chủ một chủ từ đầu. Em đang chào bán để các anh các chị tham khảo, có giá tại showroom bên em là 505 triệu. Hiện tại dòng xe Hyundai Accent này em đang có màu trắng, màu vàng cát và màu đen nhé. Ba màu để các anh các chị có thể lựa chọn. Đây ạ. Hyundai Accent số tự động màu trắng, xe chạy 3 vạn. Em đang chào bán tại showroom để các anh các chị tham khảo. Có giá tại cửa hàng bên em là 505 triệu. Phía sau này là một chiếc xe Mitsubishi Outlander. Nếu mà anh chị thích 7 chỗ ngồi. Anh ơi, 7 chỗ máy dầu thì em hết sạch rồi, em chỉ còn máy xăng thôi. 7 chỗ máy xăng thì em có Outlander 2018, có Santa Fe 2015 và có Sorento 2016. Thì 3 chiếc xe 7 chỗ này thì ngày hôm nay em có mặt tại cửa hàng là chiếc Outlander. Còn Sorento và Santa Fe thì em đang trên đường về. Ngoài ra thì em đang về thêm một chiếc xe Hyundai Elantra phong mới nhé. Lương Lê Văn, xem con nào màu vàng cát ạ? 18 màu vàng cát hôm nay mình bán rồi, 18 màu vàng cát mình bán về Nghệ An rồi nhá. Nên là Vios màu vàng cát thì em không còn đâu. Em chỉ còn màu bạc và màu trắng thôi. Màu đen thì số sàn. Chiếc xe này là Mitsubishi Outlander 2018. Em đang chào bán tại showroom là 685 triệu. Đây các bác cùng ngắm giúp em ạ. Xe thì quá đẹp luôn. Chỉ bàn về chất xe thôi. Anh chị có thể tham khảo. Màn hình Android này, nội thất cái kem này, đề nổ thông minh này. 7 chỗ mà, chiếc xe này là 7 chỗ nên là khoang ngồi của nó rất là rộng rãi nhá.
Mức tiêu thụ nhiên liệu thì nó sẽ rơi vào tầm từ 6 lít đến 7 lít rưỡi trên 100 cây. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Mitsubishi Outlander bản 2.0, sản xuất 2018, 7 chỗ ngồi, số tự động, máy xăng. Bên em đang chào bán là 685 triệu. Được anh Hiến Hoàng nhá. Anh ơi, dòng con Mitsubishi này là 300, bên em vẫn có thể hỗ trợ trả góp được anh ạ, vì con đấy mình vẫn vay được tầm hơn 400 mà anh, nên là anh có 300 là thoải mái luôn. Anh Nguyễn Trưởng ơi, chiếc xe Hyundai Accent số sàn mà anh hỏi em đây, chiếc xe này thì vẫn hỗ trợ trả góp được anh ạ. Xe thì mới đi có hơn 4 vạn hay hơn 5 vạn gì đấy, và bên em vẫn hỗ trợ trả góp được tầm 60-70% giá trị xe. Thì anh có thể tham khảo qua mẫu xe này. Cerato số sàn em có rồi đấy anh, em có form mới 2019 vừa về đấy ạ. Đây, như chiếc xe này là Hyundai Accent số sàn bản đủ 2019, bên em đang chào bán tại showroom để các anh các chị tham khảo, có giá là 425 triệu cả nhà mình nhé. Cảm ơn anh Vân Tri Kỷ, em cảm ơn anh Nguyễn Đức Hoành. Anh Trần Hoàn Vũ ơi, chiếc Mitsubishi là đời 2018 anh ạ. Này, phía bên này là chiếc Cerato mới về đây ạ. Cerato này là 2019 form mới biển 90 Hà Nam. Chiều ngày hôm nay vừa có mặt tại showroom bên em đang chào bán là 488 triệu. Cả nhà mình cùng đón xem nhá. 488 triệu. Phía bên này, Camry 2.5Q 2016 835. Chiếc VinFast bản Plus 2.0 2021 biển 34 Hải Dương. Xe như mới luôn, em đang chào bán là 768. Thêm một đôi Hyundai Accent nữa, chiếc xe này là màu vàng cát biển 35 Ninh Bình. Xe mới đi có 2 hạn thôi. Em đang chào bán để các anh các chị tham khảo, có giá là 505 triệu. Phía bên này là chiếc Hyundai Accent bản đặc biệt ATH màu đen. Xe biển 28 Hòa Bình, bên em đã rút hồ sơ cầm tay. Em đang chào bán là 505. Bản đặc biệt thì 2019 thì nó sẽ bằng giá của bản tiêu chuẩn năm 2020. Đây các anh các chị có thể đến xem và chúng ta vẫn có thể thương lượng được một chút nữa. Morning hiện tại em không có. Phía bên này em có hai mẫu xe hatchback. Chiếc ở phía ngoài là chiếc xe Toyota Yaris, xe nhập khẩu nguyên chiếc 2015. Ngày hôm nay mới về, bên em đang chào bán để các anh các chị tham khảo, có giá là 468 triệu. Phía bên cạnh đây là chiếc xe Kia Rio, xe này thì bên em đang chào bán là 348 triệu nhé. Hai mẫu xe này là mẫu xe một đầu bản hatchback. Hai mẫu xe này là xe một đầu, đều là nhập khẩu nguyên chiếc. Thì nếu như các bác, các anh, các chị nào mà tầm tiền 348 triệu thì chúng ta tham khảo chiếc Kia Rio nhập khẩu 2012, đăng ký 2013 này. Còn nếu như các anh, các chị cố thêm một chút thì chúng ta có 2015 Yaris xe nhập khẩu là 468. Thì em còn hai mẫu xe này là xe nhập bản hatchback. Và còn rất là nhiều các mẫu xe đang được chào bán tại showroom 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Thì các bác, anh, các chị nếu mà có thời gian thì có thể ghé vào kênh của bên em, fanpage Luxury Car Hải Dương hay là ô tô Hiền Kim Hải Dương, để có thể ngắm và lựa chọn cho mình những cái mẫu xe ưng ý. Xe bên em bán ra thì anh chị yên tâm là chất lượng bọn em đã kiểm tra, kiểm định rất là rõ ràng và rất là chuẩn. Xe đẹp, xe chuẩn thì bên em mới mua. Cam kết cho các anh các chị là máy zin, xe không đâm vào đầu, răng sắt xi, túi khí, xe không bị ngập nước, không bị thủy kích, không bị bổ máy. Còn xe cũ thì những cái vấn đề như xước sát, bị sơn hay là hao mòn theo thời gian, thì các anh các chị mua xe cũ thì chúng ta cũng phải nên thông cảm và chấp nhận. Mình muốn đẹp hơn, mình muốn xuất sắc hơn thì chúng ta về đầu tư thêm một chút nữa. Còn những cái vấn đề như là máy phải zin, số phải zin, xe không tai nạn, xe không ngập nước là bên em bảo hành. Còn
Các anh các chị cứ ngắm đi, nếu mà ưng mẫu thế nào thì có thể đến tham khảo, và chúng ta yêu thích thì chúng ta có thể đến xem, rồi có thể làm việc thương lượng trực tiếp giá với nhau tại cửa hàng hoặc qua điện thoại. Và buổi báo giá tổng hợp hôm nay thì em xin tạm dừng tại đây. Kính chúc tất cả quý khách hàng luôn mạnh khỏe, luôn bình an và luôn hạnh phúc. Hẹn gặp lại trong buổi báo giá tổng hợp tiếp theo.